Xin chào tất cả các bạn, xin tự giới thiệu, mình tên là Lê Thị Khánh Huyền, là sinh viên khóa 1 lớp Happy trường Đại học EDX, mã số sinh viên CUV019HP15. Đến với chủ đề của cái video ngày hôm nay thì mình cũng xin phép là được nói đến một cái mà mình cảm thấy là nó tồn tại xung quanh chúng ta và luôn luôn chi phối những cái hành động, ý nghĩ và lời nói của chúng ta. Và thậm chí là nếu như nó tốt thì sẽ đưa ra những cái hiểu biết tích cực về điều này. Và nếu như mà đi theo một cái chiều hướng tiêu cực thì chúng ta lại thấy sẽ có những cái giới hạn và có những cái nó hơi bị tiêu cực một chút cho đời sống của chúng ta hàng ngày. Vậy thì đó là gì? Đó chính là chủ đề về cảm xúc. Và ngày hôm nay ở bộ môn cảm xúc và ứng xử thì chúng mình đã đi tìm hiểu về những cái ý nghĩa của cảm xúc ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Và bên cạnh đó là tại trả lời một cái câu hỏi kinh điển. Thực tế cái câu hỏi này triết học cũng đặt ra rất là nhiều rồi, và hôm nay chúng mình mang ra để bàn luận về nó mà thôi. Đó chính là tại sao cảm xúc lại chi phối đến con người nhiều như vậy. Ok, vậy thì để giải quyết hai cái phần trong cái video ngày hôm nay thì đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau đi đến cái việc là ý nghĩa của cảm xúc đối với cuộc sống hiện tại của chúng ta nhé. Đối với nhắc đến cái vấn đề ý nghĩa của cảm xúc và cái việc ứng dụng cảm xúc vào bên trong đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cách. Và một trong những cách mà mình cảm thấy nó rất là khả thi, bởi vì bản thân mình có đọc và có nghiên cứu về một cái cách của vị triết gia Solomon, và ông ấy đã đưa ra một cái cách rất là hữu hiệu, và mình cảm thấy nó có đôi phần nó giúp cho chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Là cái việc mà tức là bản thân ông ấy rõ ràng đều có một cái niềm tin rằng là đúng vậy, sống để trải nghiệm. Tuy nhiên thì trong mỗi cái trải nghiệm đấy, tất nhiên chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi những cảm xúc tích cực, tiêu cực. Bởi thế mà chúng ta nên đưa ra một vài cái hành động và một vài cái ý nghĩ để tự kỷ ám thị vào bản thân và để giúp cho chúng ta vượt qua những cái cảm xúc đấy. Tất nhiên chúng ta cũng không thể nào mà vui quá được, đúng không ạ? Vui quá nó cũng có cái hệ lụy của nó, và buồn hoặc là thất vọng quá thì nó cũng sẽ có những cái hệ lụy của nó. Chính bởi vậy mà thực tế cái câu chuyện này đã được học từ cái ngày nhỏ rồi. Đó chính là ông triết gia Solomon, ông ấy có một cái cái nhẫn, và ở bên ngoài mặt cái nhẫn thì có ghi là tất cả mọi chuyện đều sẽ qua thôi, cũng sẽ qua thôi. Và ở bên trong mặt cái nhẫn đó, để ông ấy tự dằn mình rằng là dù hôm nay tất nhiên ta sẽ phải đối mặt với rất là nhiều điều khó khăn trong cuộc sống, và khi mà đối diện trước nó, khi mà bị tiêu cực hoặc là khi mà chúng ta quá phấn khích về một cái điều gì đấy thì cũng làm cho cái bản ngã, tức là cái sự tự cao tự đại của chúng ta lên cao. Thì ông ấy có một cái câu để có thể giúp chúng ta cân bằng lại những cái cảm xúc đấy, đó chính là tất cả mọi chuyện đều cũng sẽ qua thôi, kể cả chuyện vui nó cũng sẽ qua và chuyện buồn nó cũng sẽ qua thôi, và hãy xem nó như là một trải nghiệm và một cái trải nghiệm sống để cho chúng ta có những bài học mà hữu ích trong cuộc sống này. Và khi mà ông ấy tức giận lên, ông ấy ném cái nhẫn, hoặc là khi mà ông vui sướng, ông ấy lấy cái nhẫn ra, ông ấy mân mê, thì ông đều nhìn thấy một cái dòng chữ ở bên trong. Dòng chữ ở bên trong đó là gì? Đó chính là chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi. Đó, vậy thì mọi thứ nó đều kết tinh đơn giản ở trong một cái câu chuyện triết học rất là cô đọng, và mình cảm thấy rất là hứng thú về chủ đề này. Ngoài ra, để nói về cái phần ý nghĩa cũng như là cái sự giúp sức của cái cảm xúc, tức là cái ứng dụng của cảm xúc cho chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày, thì ở trong cái bài học ngày hôm nay, ngoài cái cách của mình ra thì mình còn được tiếp thu thêm một số những cái cách mà thầy giáo có đưa ra cho chúng mình. Đó chính là, một là xây dựng về cái niềm tin và hệ quy chiếu. Thì đối với cái việc xây dựng niềm tin và hệ quy chiếu này, chúng mình đã được tìm hiểu ở trong những tiết học trước rồi, nhưng mà đến hôm nay khi nói về cái phần ý nghĩa cũng như là cái ứng dụng của cảm xúc ở trong đời sống thì chúng mình mới biết rằng là thực ra việc khi mà làm mỗi cái việc gì thì chúng ta đều cũng cần phải có một cái mục đích để chúng ta có thể xây dựng được, và chúng ta hướng theo đó mà làm theo, đúng không ạ? Và không thể nào mà trở nên vô thức, trở nên giống như kiểu là không có
tức là giống bản thân mình nói giống như kiểu mất não trong cái hành động, ví dụ lướt Facebook chẳng hạn. Ví dụ lướt Facebook có mục đích nó cũng sẽ khác với lại cái việc mà chúng ta lướt Facebook không có mục đích và chúng ta lướt trong vô thức, và chúng ta lướt tức là lướt cho thời gian nó trôi nhanh và là cảm giác rất là lãng phí thời gian với cái điều đấy. Vậy chính vì vậy khi mà làm một cái điều gì đấy thì chúng ta cũng cần phải xây dựng cho chúng ta một cái hệ thống niềm tin cũng như là một cái hệ quy chiếu rõ ràng để chúng ta biết được rằng là mục đích của chúng ta làm cái việc này để làm gì, và cái việc này nó sẽ, việc khi mà chúng ta tạo dựng được cái niềm tin cũng như là hệ quy chiếu rồi thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta được tập trung làm cái việc đó hơn, và hiểu được cái ý nghĩa rồi thì chúng ta sẽ càng tập trung hơn cho cái việc này, đúng không ạ? Đấy cũng là một điều xây dựng niềm tin và hệ quy chiếu. Tuy nhiên thì cái việc này nó cũng sẽ có những cái mặt gọi là mặt tiêu cực khác, bởi vì khi mà chúng ta trong cái quá trình chúng ta tích lũy và xây dựng niềm tin cũng như là cái hệ cái quy chiếu của bản thân mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải nạp vào đầu mình những cái niềm tin cũng như là những cái hệ quy chiếu nó chưa được chuẩn cho lắm, và nó sẽ khiến cho chúng ta đi sai đường một chút. Thì tất nhiên chúng ta cần phải cảnh tỉnh, đúng không ạ? Giống như trong đạo Phật nói thì tỉnh thức ở khắp mọi lúc, khắp mọi nơi, và luôn luôn quan sát những cái hành động, những cái ý nghĩ của bản thân mình và hiểu được về nó. Chứ lắm lúc chúng ta cũng không thể nào mà kiểm soát hết được toàn bộ bản thân, đúng không ạ? Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải hiểu được rằng là chúng ta có những cái nguyên tắc nhất định để xây dựng được cái hệ thống niềm tin cũng như là hệ quy chiếu. Và một cái nữa mà mình biết rằng là cái hệ thống niềm tin này không phải chúng ta chỉ có tiếp thu ở ngoài đời sống không thôi, mà chính trong bản thân chúng ta đã có những hệ niềm tin đấy rồi. Nó được gọi là một cái tàng thức, tức là nó nằm trong tàng thức của chúng ta. Chính bởi cái việc mà nó nằm trong cái tàng thức của chúng ta thì nó lại càng khó để phát hiện hơn. Và nằm trong tàng thức thì nó giống như là chúng ta phát triển nó như là một bản năng. Và khi mà đã trở thành bản năng rồi thì chúng ta sẽ không hề nghi ngại về điều đấy nữa. Và khi mà không nghi ngại thì chúng ta cũng không có những cái mối nghi ngờ đến cho nó nữa. Bởi vì không có cái mối nghi ngờ nên là chúng ta cứ vậy mà làm thôi. Và chúng ta cũng không biết rằng là nó có ảnh hưởng đến chúng ta hay không, và nó có ảnh hưởng nhiều đến chúng ta hay không, hay là nó mang đến cái điều tích cực cho chúng ta hay là mang đến cái điều tiêu cực cho chúng ta. Bởi vậy không có một cái đánh giá nhận xét nào về điều này. Chính vì thế mà chúng ta lại càng bị gọi là bị nhởn nhơ hơn với nó. Bởi thế mà chúng ta cũng cần phải xác định được cái hệ thống niềm tin của bản thân mình như thế nào trước khi nạp vào những hệ thống niềm tin và hệ quy chiếu. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu được trong bản thân mình đang có những cái gì, và có nó rồi thì chúng ta biết lối mà điều chỉnh, biết lối mà thuận theo nó để mà sống cho tốt hơn và sống có ý nghĩa hơn, đúng không ạ? Ok, cái thứ hai đó chính là thay đổi quy trình. Thay đổi quy trình ở đây với lại cái việc thay đổi cái tức là thay đổi quy trình ở đây thì mình thấy nó giống như là cái việc chúng ta cũng thay đổi môi trường sống. Thay đổi quy trình ở đây là cái việc mà khi mà bạn làm một cái điều gì đó nó lặp đi lặp lại một cách tuần tự, và lúc đấy trong bản thân bạn đang cảm giác là nó đang bị nhàm chán đi một chút rồi, thì chúng ta có thể thay đổi những cái quy trình hoặc là đổi mới sáng tạo hơn. Chẳng hạn ví dụ như bạn khi mà bạn ghi một cái cuốn nhật ký chẳng hạn, và trong cái cuốn nhật ký đúng là chỉ có một cái dòng kèo đen và sách vở màu trắng vân vân, đúng không ạ? Và bạn gia hạn cho bạn ngày nào tôi cũng sẽ phải ghi những cái dòng nhật ký đó về suy nghĩ bản thân, về hàng ngày vân vân, đúng không ạ? Và khi mà ghi trong vòng một tuần hay một tháng vân vân gì đấy, tự nhiên bạn cảm thấy nó chán và bạn quên đi cái câu chuyện này, thì đôi khi bạn cũng cần phải đổi mới quy trình đi một chút, đúng không ạ? Ngoài cái việc là chúng ta ghi thì chúng ta còn vẽ chẳng hạn, đúng không ạ? Ngoài cái việc chúng ta ghi vào cái khung giờ là 7 giờ đến 9 giờ thì chúng ta có thể ghi vào cái khung giờ đó chính là 9 giờ đến 11 giờ, hoặc là lúc nửa đêm, lúc nào bạn cảm thấy là tôi có thể ghi điều này vào cái này, và bạn hãy tạo nên cho cái quy trình đấy thêm cái sự thú vị và thêm cái sự hấp dẫn, để cái việc này nó sẽ giúp chúng ta có thể cũng tăng một phần cái sự tập trung, và nó cũng sẽ giúp cho chúng ta đổi mới con người hơn. Tuy nhiên thì đấy là cái cách mà chúng ta cũng rèn luyện được một cái đức tính kiên trì ở trong đó, và chúng ta sẽ khi mà chúng ta làm như thế quen dần đi rồi thì nó sẽ trở thành bản năng, và cảm giác khi mà không ghi thì khó chịu chẳng hạn như thế, đúng không ạ?
Tiếp theo là cái việc thay đổi môi trường sống. Thay đổi môi trường sống nó cũng rất là tốt, và ở EDX thì chúng mình đã thấy được áp dụng điều này. Bởi vì khi mà ví dụ chúng mình ngồi nguyên tại cái phòng này, ví dụ 1 tháng, 2 tháng rất là lâu rồi và quen với cái môi trường ở trong đó rồi, thì đôi khi nhà trường cho chúng mình đổi sang một cái phòng học khác và để học một cái môi trường khác, và để giống như là đổi mới con người như vậy. Hoặc là lâu lâu chúng mình cũng có những cái chuyến picnic vân vân, thì đấy cũng là cái cách mà chúng mình có thể áp dụng vào được cái việc đó, chính là thay đổi cái môi trường sống. Thì mình vừa nói đến cái câu chuyện đó chính là ở EDX chúng mình cũng đã làm được điều này và thay đổi cái môi trường học tập luôn luôn, đúng không ạ? Chúng mình ngồi ở đây 2 tháng cảm thấy rất là nhàm chán và cảm thấy nó kiểu bị chán cái môi trường này rồi, thì có thể chuyển sang một cái lớp này nào đó để học và luân chuyển như vậy, thì tự nhiên nó sẽ có một cái cảm xúc mới và một cái nguồn năng lượng mới để tiếp tục sáng tạo, để tiếp tục học tập và để tiếp tục kiên trì. Đấy cũng là một cái cách rất là tốt để cho chúng ta có thể hiểu được rằng là cảm xúc nó chi phối chúng ta rất nhiều, và chúng ta biết được là chúng ta biết như vậy là phát hiện được vấn đề, và cái việc chúng ta vận dụng cảm xúc của chúng ta để cho giúp cho chúng ta có thể sống tốt hơn và giúp cho chúng ta có thể thích ứng với mọi điều kiện hoàn cảnh tốt hơn, thì nó lại là một cái vấn đề khác. Và như mình nói là có một số những cái lưu ý như thế ở trong cái việc này đó. Vậy thì một cái câu hỏi nữa, và cũng như là một cái câu hỏi cuối cùng mà kết thúc cái chủ đề về ứng xử cảm xúc này, về cảm xúc ứng xử của chúng mình, mà nói cảm xúc ứng xử nói chung và cái chủ đề cảm xúc nói riêng, đó chính là tại sao con người lại phải bị tác động bởi cảm xúc, đúng không ạ? Tại sao hay ngược lại, đúng không ạ? Tại sao cảm xúc ấy tác động đến con người như vậy? Vậy thì mình thấy nó có một cái thiếu sót ở đây là ngay từ đầu chúng ta không đi hiểu sâu hơn về khái niệm cảm xúc, đúng không ạ? Cảm xúc là gì? Và chúng ta đi một cách rõ ràng là có điều đấy, có định nghĩa, nhưng mà chúng ta đi một cách rất là qua loa. Và bản thân mình đến cái tiết học hiện tại thì cũng chưa hiểu được rằng là cảm xúc có nguồn gốc từ đâu và nó xuất phát như thế nào. Tất nhiên là đâu có phải là một cái câu trả lời chính xác, bởi vì thường thường sẽ không có nhiều những cái câu trả lời chính xác về một cái chủ đề nào đó nếu như chúng ta không hiểu. Và tất nhiên cảm xúc là một chủ đề vô hình, và vô hình thì lại khó định nghĩa hơn, mà mình cũng không thể cổ suý hay là đổi lỗi tại cho điều đó được. Nhưng mà đối với cảm xúc, bản thân mình thấy đó chính là cảm xúc nó là một cái thứ năng lượng nội tại ở trong chúng ta, và cái năng lượng này nó thường thường có một đặc tính rất là hay ho, tức là rất thích tiếp thu, bởi vì năng lượng mà, cho nên là nó rất thích tiếp thu vào và để làm giàu có thêm cái nguồn năng lượng đấy. Bởi vậy mà chúng ta thấy rằng là những cái cá nhân, ví dụ chúng ta có tìm hiểu về căn bệnh tự kỷ ám thị, đúng không ạ? Những cá nhân mà tiêu cực thì thường thường sẽ hấp thu những cái cảm xúc tiêu cực rất là nhiều để làm giàu có đến cảm xúc đó. Và những cá nhân tích cực thì thường thường sẽ chơi với những người tích cực và rất là hay cười nói vân vân, và lại làm giàu có thêm cái bản chất về cảm xúc của người ta. Bởi vậy mà cảm xúc nó là một năng lượng nội tại và luôn luôn có xu hướng tiếp thu những cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với nó. Đó, ví dụ là tích cực thì tiếp thu tích cực và tiêu cực tiếp thu tiêu cực. Đó, chính bởi cái đặc tính này của cảm xúc mà nó sẽ làm cho chúng ta, nếu như chúng ta không hiểu được nó thì chúng ta sẽ bị chi phối. Và cảm xúc có một cái đặc tính nữa là ngắn hạn. Và thực tế cái chữ cảm xúc cũng chỉ là một cái khái niệm mà chúng ta đặt cho những cái gì vô hình mà chúng ta không hiểu thôi. Chính bởi vậy mà nó mang một cái rất là ngắn hạn, đúng không ạ? Kể cả vui cũng là một cái cảm xúc ngắn hạn, và chúng ta không thể gọi là không thể duy trì nó lâu được, bởi vì đôi khi chúng ta vẫn phải đối diện với những cái việc mà chúng ta thấy rất là buồn, đúng không ạ? Hay thậm chí là cảm xúc tiêu cực thì đôi khi chúng ta cũng cần phải ngắt quãng để cho những cảm xúc tích cực xen vào đó. Bởi vậy việc của chúng ta là hiểu được nó và điều phối được nó, đúng không ạ? Khi mà chúng ta được tiếp xúc với cảm xúc tích cực thì làm sao để chúng ta có thể nuôi dưỡng được nó, và khi mà đối diện với một điều tiêu cực thì làm sao chúng ta có thể hài hòa cảm xúc trong lúc đó và tránh xa nó hơn. Đó là cái cách mà chúng ta tìm hiểu và học hỏi và nhận thức về những cái thứ xung quanh như vậy. Tức là chúng ta không thể hoàn toàn là tôi có một cái cách này và chắc chắn là cảm xúc nó sẽ như thế này và tôi sẽ tránh được cái cảm xúc này. Chúng ta không tránh được, đúng không ạ? Và nếu như mà sống trong mối quan hệ tác động qua lại giữa con người và con người thì không bao giờ tránh được cái việc là chúng ta bị tác động bởi cảm xúc.
Chính bởi vậy chúng ta cần phải thừa nhận nó có mặt tại đây để cho chúng ta có thể thay đổi và để cho chúng ta có thể làm chủ bản thân hơn chẳng hạn. Đấy là cái câu trả lời của mình đối với cái cảm xúc mà tại sao nó chi phối con người như thế, nó là một chất kích thích, một cái chất xúc tác chi phối con người nhiều đến như vậy. Và thực tế nó cũng là một cái bài học rất lớn cho con người, đúng không ạ? Chúng ta có vô vàn những cảm xúc khác nhau mà chúng ta thực tế là liệt kê ra 7 những cái cảm xúc cơ bản mà thôi. Nhưng mà nếu như tính nhiều hơn nữa thì nó lại còn rất là nhiều những cảm xúc vi tế khác ở chính bên trong nội tại bên trong chúng ta và của người khác nữa. Chính bởi thế mà nó luôn luôn tồn tại và chúng ta chấp nhận cái đặc tính hiển nhiên của nó như là một cái điều gì đấy mà luôn luôn song hành cùng với chúng ta, coi nó như một người bạn. Vậy thì người bạn này mỗi sẽ dạy cho chúng ta rất là nhiều điều, đúng không ạ? Khi mà chúng ta tranh đấu với ai hay khi mà chúng ta xúc phạm ai chẳng hạn thì họ xúc phạm lại chúng ta buồn. À thì cái cảm xúc lúc này dạy cho chúng ta một điều là à điều đó nó mang đến cảm xúc buồn cho con người đó. Vậy thì buồn thì ta phải làm sao? Tiếp tục những step tiếp theo đúng không ạ? Những bước tiếp theo để chúng ta có thể hành xử được đúng đắn hơn. Đó là tất cả những cái gì mà mình muốn trình bày và nêu ra cho tất cả các bạn ở đây. Và rất là mong muốn mọi người sẽ có những cái giây phút tuyệt vời trải nghiệm trong cái video này. Và cũng như là có những cái điều gì mà khó hiểu thì các bạn có thể là comment dưới video này nhé. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.